Vừa rồi thì anh nói về cái ông Tạ Đức Chí đó à, không thì cái hội đồng thành phố là nó có 5 người phải không ạ? Dạ vâng. Cái hội đồng thành phố có 5 người. Thế thì mình thấy rằng thì là cái ông Diệp Minh Trường nó gọi phó thị trưởng đó, nhưng mà thấy rằng thì là cái lực lượng của ông ấy lên đài lên điếc là tôi thấy rằng thì là bắt đầu ông ấy đã lãnh đạo cái thành phố rồi. Bởi vì rằng thì là thực sự ra đằng sau nó là cái người Tàu, nó ngấm ngầm nó ủng hộ. Còn thì ông Tạ Đức Chí thì ông là đoàn quân Việt Nam muôn đời rồi, bởi vì nó thành ra một cái bung sung phải không ạ? Hội đồng thành phố thì phải có một ông Việt Nam chứ, Tạ Đức Chí thì là thế là bung sung rồi. Thành ra cái năm nay thì tôi thấy là chuyến trước anh có đe dọa rằng thì là đừng có ngồi đó phải không ạ? Tưởng Dạ. tưởng làm một nghị viên suốt đời sao phải không? Vâng, À, đúng. thế nhưng mà bây giờ thì đấy nó họ lại tăng nhiệm kỳ lên, thành ra là họ tồn tại, thành ra nó nhiều trò lắm anh ơi. Chưa tăng được bác ạ. Ngày mai là ngày 28 sẽ có một phiên họp. Thì hội đồng thành phố đó họ sẽ quyết định cái đề nghị của ông Thái Lê Diệp là muốn đưa cái nhiệm kỳ của một ông ông thị trưởng từ 2 năm lên 4 năm. Đấy. Thì cái đầu tiên đó, cái luật của California, các hội đồng thành phố cũng như là các giám sát viện đó, là phải đi theo cái quy trình hành chánh của tiểu bang. Lẽ đương nhiên là họ vẫn có quyền thay đổi. Thì cái quy trình này ở tiểu bang á, là nó có cái quy trình 2 năm. Đó là lý do tại sao các dân biểu của và thượng nghị sĩ nó cứ phải 2 năm phải bầu. Nó không có ấn định là cái về thượng nghị sĩ đó thì không ấn định cái giới hạn là bao nhiêu cái nhiệm kỳ. Nhưng mà mỗi nhiệm kỳ chỉ có 2 năm. Cứ 2 năm phải bầu 1 lần. Nhưng mà dân biểu đó thì chỉ được tối đa 2 nhiệm kỳ là xong. Thế còn cái thành phố mà Garden Grove đó thì cũng vậy, nhưng mà đó anh cũng 2 nhiệm kỳ, anh phải nghỉ 1 nhiệm kỳ, xong rồi anh muốn đó, anh lại sau khi 1 nhiệm kỳ anh nghỉ anh lại trở lại anh ra ứng cử. Ví dụ như ông Bush, Water, ông ấy làm 2 nhiệm kỳ làm cả thị trưởng, ông lại phải nghỉ một ông nghỉ xong ông trở lại, ông lại đắc cử lại, ông lại làm lại nữa, cứ như vậy. Thì đầu tiên đó là cái vấn đề cái thủ tục cái nhiệm kỳ. Thì cái ông luật sư Lân á, ở trong cái chương trình của Little Sài Gòn TV mà ông Đoàn Trọng ngồi đó, mới lại anh Đỗ Tài đó, anh Tài là cái người mà sẽ ra ứng cử nghị viên thành phố Westminster sắp tháng 11 đây. Thì ông Lân thì có vẻ bênh, tại vì ông Tạ Đức Chí là người ở phía bên đó mà. Đấy. Thì nhưng mà anh Tài thì hoàn toàn chống. Anh Tài anh bảo là cái từ xưa đến mục đích họ làm như vậy là để cho cái vấn đề đó ông không có mọc rễ trong cái cộng đồng. Đấy. Tức là 4 năm như vậy là ông cắm rễ, mà cái cọng giá mình trồng mấy tháng là nó nở tung hết lên, thì bây giờ ông đi cắm như là mà cái mẹ nấm ấy, nó cắm đầy hết nấm ở trong thành phố 4 năm là chết rồi. Đấy. Thì ngày mai hội đồng thành phố sẽ quyết định. Thì ngày mai ai chống thì cứ việc lên trên hội đồng thành phố nói. Và lúc đó đấy, 5 người. Tôi biết chắc chắn bà Maggie bà sẽ chống. Ông Sergio Contreras cũng sẽ chống. Thế còn 3 nghị viên kia là Việt Nam, bà Kim Billy mới bắt đắc cử. Và ông Tyler Diệp là người là tác giả của cái đề xuất đó, và người ông Tạ Đức Chí. Thì ông Tạ Đức Chí đang là thị trưởng thì đương nhiên ông sẽ vote yes. Thế còn nhưng mà ông ta là Diệp như bác nói là ông cũng sẽ có hy vọng ông tương lai, tại vì ông còn trẻ mà chưa tới 30 tuổi thì ông sẽ được có cơ hội đi làm
thị trưởng. Mà bác biết rằng á, là cái chức vụ phó thị trưởng ở bên Mỹ nó gọi là mayor, mayor pro tem. Ai cũng gọi câu đó hết, mà từ hồi ông Tyler Diệp lên á, thì đổi ra là nó gọi vice mayor. Đã ham danh để cái chữ mà vice mayor tức là phó thị trưởng. Tại vì cái mayor nó là có nghĩa là thị trưởng, mà vice mayor đó là phó, cũng như là president thì vice president là phó tổng thống, thì nó nghe hay hơn là cái mayor pro tem. Bây giờ ra trong hội đồng thành phố đó, thì để cái chức vụ này rõ ràng nha, có thay đổi trong đó để là vice mayor thay là gì. Cái vấn đề đây đặt ra đó, tôi mong rằng được các cử tri của Westminster phải để ý cái vấn đề này. Cái vấn đề nó không đơn giản là vấn đề đi bầu. Đằng nào người ta cũng tổ chức bầu rồi. Chỉ có thêm một cái điều luật ở trong đó là có đồng ý là cho cái nhiệm kỳ của ông thị trưởng là 4 năm hay không. Nó thêm một cái đoạn nữa thôi. Thành ra người ta không phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử. Nhưng Tyler Diệp nói rằng phải mất 80.000 Mỹ Kim. Thì chúng tôi không hiểu cái 80.000 Mỹ Kim nó để ra tổ chức cái gì. Tháng 6 này á, nó gọi là preliminary, tức là bầu tiền bầu cử. Thì cái tháng 6 này á, bà con có đồng ý hay không, thì rồi tháng 11 này mới được, nó mới được đưa ra để chấp thuận. Thành ra được hay không á, tháng 11 này mới biết. Thì ông Đoàn Trọng có phỏng vấn á, ông Tyler Diệp, ông hỏi như vậy thì cái số tiền 80.000 đó đó, tự nhiên khi không á, từ xưa nay mình có một nhiệm kỳ có 2 năm, tăng lên 4 năm lại mất 80.000 để đi làm cái chuyện này thì nó phải vô bổ, trong khi 80.000 bao nhiêu chuyện để phải làm. Thì ông Tyler Diệp ông bảo không. Chúng tôi sẽ tăng thuế, tăng thêm $1. Bây giờ bác đi mua đồ trong thành phố Westminster này, bác tăng thêm 1% vào trong cái thuế. Thì thuế của California là bao nhiêu? 10%. Bây giờ thành phố giờ thêm 1%. Thì họ lấy cớ gì? Họ lấy cớ rằng thành phố Westminster có thể bị bankruptcy bởi vì đang thâm thủng ngân sách 30 triệu. Thành họ tăng cái đó lên. Thì trong cái lúc mà tăng lên nhé, theo lập liệu ông Diệp Minh Trường cho biết họ sẽ rút ra 80.000 để mà tổ chức. Nếu mà trường hợp ông bà con tháng 6 này đồng ý là đưa cái dự luật này ra thì tháng 11 sẽ đi bầu. Họ sẽ mất $80.000 để vận động cho cái đề xuất này của ông Tyler Diệp được chấp thuận. Đó là những cái mánh mông, bởi vì ông Tyler Diệp ông hy vọng trong tương lai ông sẽ được làm đắc cử. Mà hai nhiệm kỳ là 8 năm rồi. 4 năm, 2 nhiệm kỳ là 8 năm. Khỏe re, con bò trái xe. Nhưng mà đó ông Tyler Diệp phải cẩn thận. Tháng 6 này mà ông bị thua đó, tại vì ông ra ứng cử đơn vị 72 với ông Alan Lowenthal. Ông Alan Lowenthal là người của Việt Tân. Tại vì cái cậu sinh viên á, tự nhiên là quên mất tên, chủ tịch tổng hội sinh viên ngày xưa bây giờ đang là nhân viên của ông Alan. Thì có thể Diệp Minh Trường sẽ bị thua, tại vì bên đối thủ ông ta sẽ sử dụng cái bài viết của tờ báo Voice of Orange County, tức là tiếng nói của quận Cam, để đánh ông Diệp Minh Trường về cái vấn đề tham nhũng đang lan tràn và khống chế quyền hành tại thành phố Washington. Ông cựu cảnh sát, ông Kevin Baker. Đấy. Thì họ đang sử dụng những cái... Bây giờ họ chưa đánh đâu, nhưng mà sắp sửa, bắt đầu tháng tới là bắt đầu đánh. Ở trên San Jose thì đang đánh nhau dữ lắm rồi. Nhưng mà đây thì mới bắt đầu chuẩn bị.
Bảo đảm đầu tháng 4 quý vị sẽ thấy những cái bài viết đánh ông Diệp Minh Trường rất là nặng. Ngày hôm qua có người liên lạc với tôi, gọi điện thoại cho ông Hùng. Nếu mà ông Diệp Minh Trường muốn gặp ông để nói chuyện, ông có đồng ý hay không? Tôi hỏi rằng, ok, ông muốn nói chuyện gì? Tùy theo chứ. Ông muốn trả tiền cho tôi để tôi viết bài cho ông, hay là muốn trả tiền cho tôi để tôi im tiếng hay là gì? Phải nói rõ ràng. Thì tôi mới có thể trả lời câu hỏi được. Thế là ông kia ông cúp luôn, điện thoại không nói luôn nữa. Tại vì tôi có hứa rằng tôi sẽ viết một cái lá thư. Tôi làm giống như ông Kevin Baker. Tôi thưa ông thị trưởng Tạ Đức Chí và ông phó thị trưởng Tài La Diệp. Hai người dùng cái đài truyền hình 57.3 VNA TV. Ông Lê Hoan là tổng giám đốc và ông giám đốc chương trình là ông Du Miên. Tôi đã nói chuyện và họ đồng ý cho tôi được lên trên đó trả lời những cái lời tố cáo của ông thị trưởng. Và tôi đã ra hội đồng thành phố Westminster hai lần yêu cầu ông Tạ Đức Chí và ông Diệp Minh Trường trả lời cho tôi. Yêu cầu của tôi là mời hai ông lên trên đài đối thoại với tôi về cái vụ mà các ông nói xấu tôi trong lúc tôi đang ở Việt Nam. Và cái lời mà gọi là thi thị của ông Diệp Minh Trường á, tôi đâu biết ông Nguyễn Phương Hùng là ai, tôi đâu biết KBC hải ngoại là cái gì. Tôi chỉ biết ông Nguyễn Phương Hùng là người ở trong một cái mobile home. Cái câu đó là cái câu ám chỉ sự kỳ thị, khinh bỉ Nguyễn Phương Hùng là người nghèo. Ở mobile home là nghèo nha bác. Bây giờ cái mobile home bên này bác biết nó bán bao nhiêu không? 160.000 cái mobile home đấy. Thế nhưng mà ok, so cái chuyện mà cái mobile home với lại cái việc mà các ông nói với tôi nó có liên quan gì đâu mà ông Diệp Minh Trường nói câu đó. Tôi hỏi ông nói câu ý gì. Tôi sẽ thưa hội đồng thành phố, ông thị trưởng và ông phó thị trưởng dùng một cái cơ quan truyền thông công cộng để nói xấu một người cử tri của thành phố Westminster là Nguyễn Phương Hùng trong lúc người này không có mặt. Tại sao các ông không mời tôi lên để nói chuyện mà các ông tự các ông nói chuyện? Mà bác biết cái chuyện nói chuyện gì không? Cái chuyện mà lúc mà cái ghế mà để ngồi chờ xe buýt ở góc đường Brookhurst mới bôn xa đấy. Đấy, nó có treo nó quảng cáo của Lika Mobile Phone. Nó treo cái nó cái dán cái nền đỏ và cái ngôi sao vàng. Đấy. Thì ông Tạ Đức Chí tới giật cái đó đi, ra lệnh do it. Đấy, thế là cái anh công nhân của thành phố Westminster cầm cái xé đi. Đấy. Anh xé cái lá cờ đó đối với tôi không thành vấn đề, bởi vì không phải lá cờ của tôi. Lá cờ đó là lá cờ của nước Việt Nam, của hơn 90 triệu người dân trong nước họ đặt vấn đề. Tôi đặt vấn đề là anh vi phạm luật. Bởi vì đó anh có hỏi cái ghế đó là không phải của thành phố Washington. Cái đó ghế đó của Orange County Transit Association. Tức là cái hãng xe buýt của quận Cam. Nhưng mà ông là thị trưởng hay là ông là cái gì nhưng ông không có quyền xé đi. Bởi vì người ta đăng cái quảng cáo đó, người ta đã đăng quảng cáo với lại cái giám sát viện của quận Cam. Giám sát viện quận Cam nhận tiền của người ta rồi để cho đăng. Ông phải nhờ cái Orange County họ làm cái chuyện đó. Thì tôi là người viết cái bài đó. Thế là các ông đùng đùng, các ông nổi giận. Nổi giận các ông đó nói chuyện với tôi bằng cách sử dụng Trương Quốc Huy. Trương Quốc Huy là ai? Là cái người đã vi phạm luật, đã từng hai lần ở tù ở Việt Nam, đã từng viết lá thư xin lỗi nhà nước Việt Nam rồi xong rồi lại tiếp tục tái phạm để sau đó là trở thành thành viên của Việt Tân và được đón qua đây. Thì ông Trương Quốc Huy bây giờ đó, ông tôi không đặt vấn đề Trương Quốc Huy, tôi đặt vấn đề anh thị trưởng. Tôi sẽ làm giống như ông Kevin Baker, tôi không ra hội đồng thành phố nữa. Tôi viết lá thư yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tôi 1 triệu đô la. Vì cái tội sỉ nhục
công dân của mình trên một cái cơ quan truyền thông. Cái luật đó luật Mỹ không cho phép. Và hai cái thằng con nít này đó, Tạ Đức Chí và Diệp Minh Trường không biết luật, dù anh là thị trưởng và phó thị trưởng. Tôi sẽ thưa giống như ông Kevin Bacon. Đó là cái câu chuyện là bác mới nhắc lại. Còn thêm một cái chuyện nữa, tôi đi Việt Nam về, tôi sẽ đặt cái vấn đề tu chính án số 4, tức là ông Tạ Đức Chí cấm không treo cờ của Cộng sản Việt Nam ở trong khuôn viên thành phố. Các ông đã vi phạm cái tư tưởng của tôi. Tôi sẽ thu thành phố về cái tu chính án số 4. Và cái tổ chức, nó gọi là cái tổ chức tự nhiên quên mất tên nha, LUCU, LUCA ở đây là cái tổ chức chuyên môn đứng ra đi kiện nhà nước. Nếu mà có những cái chuyện gì xảy ra, họ không lấy tiền. Nhưng mà nếu mà chừng nào thắng đó, thì lúc đó họ sẽ lấy cái phần trăm, thường thường là 50%. Với tôi không cần vấn đề tiền, mà chúng tôi đặt vấn đề anh vi phạm cái tu chính án. Tại vì chính ông Manafort, Eddie Manafort là ông giám đốc của điều hành của thành phố, tức là city manager. Ông trả lời phố 4 ra TV hãy còn đấy. Khi mà phố 4 ra TV hỏi rằng nếu một người ở trong thành phố, không phải ở trong thành phố Westminster này, họ mặc một cái áo hoặc là họ cầm cái lá cờ đỏ sao vàng đó, thì các có bị cảnh sát bắt hay không? Ông Tạ Đức Chí trả lời cho Việt Văn hóa Nhân bản là Việt sẽ bị bắt, trong khi ông giám đốc thành phố nói rằng không. Ông bảo đó là cái quyền tư tưởng người ta. Nhưng ông có khuyến cáo rằng quý vị đừng nên làm như vậy, bởi vì quý vị làm như vậy, quý vị sẽ thách thức một nhóm người và họ nhạy cảm, họ có thể đưa ra những cái hành động bất lợi cho quý vị, có thể là xâm phạm thân thể hoặc cái gì đó. Ý của ông nói là đánh đập trước khi cảnh sát can thiệp. Đấy. Thì như vậy rõ ràng rằng chúng tôi vẫn có quyền, nhưng mà tại sao lại quý vị lại cấm ở trong khuôn viên thành phố? What the hell is it? Khuôn viên thành phố là tiền của tôi, chứ đâu phải nhà của quý vị đâu, mà quý vị cấm chúng tôi được không được đeo trong đó. Thì tôi sẽ Việt Nam về, tôi sẽ làm cái thứ hai. Cái thứ nhất là ngày mai tôi sẽ gửi lá thư vào trong hội đồng thành phố đòi bồi thường $1,000,000. Sau khi đi Việt Nam về, chúng tôi sẽ đưa hội đồng thành phố ra tòa về cái tội cấm treo cờ đỏ sao vàng ở trong khuôn viên thành phố. Thưa bác. Tại vì rằng thì là cái hội đồng thành phố họ bỏ phiếu mà. Dạ vâng, thì họ đã bỏ phiếu đấy, thành ra bây giờ mình mới thưa họ. Và bên cạnh đó thì lại trong cái hội đồng thành phố lại họ lại suy tôn để cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đấy, ở đấy thì nó cũng rắc rối lắm, rắc rối căn kéo cứ vào cái điều 4 hay hiến pháp gì đó, là trong khi tổng thống Mỹ thì lại nghĩa là recognize, tức là công nhận cái lá cờ đỏ sao vàng, trong khi Liên Hiệp Quốc thì công nhận lá cờ đỏ sao vàng đấy. Trong khi thành phố này ở tiểu bang California công nhận lá cờ đỏ, lá cờ vàng ba sọc đỏ chỉ là lá cờ truyền thống, heritage đấy. Tức là coi như hết rồi, di sản, lá cờ di sản của người Việt tị nạn. Tức là anh ở bên kia, anh thua, anh bỏ chạy qua đây, anh mang theo cái di sản của anh, tức là cái, chứ không phải là anh mang theo cái nước của anh. Nước Việt Nam anh đâu có thể mang đi được. Nhưng mà cái di sản thì nó làm nhiều điều vô lối lắm. Nó giống như là cái thằng già mà nó không đánh răng mà nó chửi anh ấy. Nó lại không đánh răng, nó lại để cứt trong miệng, nó tới bảo nó về nhà đánh răng đi. Thành ra cái vấn đề bây giờ nó cay cú đó. Thành ra tôi thấy cái Tạ Đức Chí cái bữa đó nó trả lời cũng hay. Tạ Đức Chí cái bữa đó nó trả lời cũng hay. Nó bảo rằng thì là tôi nghĩ rằng thì là những người này cũng không nên chuốc cái sự phiền hà vào mình. Tức là nói chuyện là sẽ có những thằng chó đẻ ở đây.
nó điên thì nó cắn thì nó phiền. Đấy, đó thì ý đó, ý ông nói. Nhưng mà thì bác biết không, hôm Tết cũng lại cái anh mà anh Mễ mà năm ngoái đó, đứng ở góc đường Booker Mebonsa đó, à Westminster đó, anh mặc cái áo đỏ sa vàng. Tôi bảo đảm thưa quý khán giả, cái anh đó là người của bên Bùi Thế Phát. Thế là lâu lâu họ muốn hay là chứng tỏ rằng họ có power. Đấy. Anh Mễ hôm Tết anh ấy lại mặc cái áo đó. Để rồi mấy anh này lại bảo yêu cầu anh cởi áo đó ra. Cái này, ngoài tại vì cái máy cái áo này áo của cộng sản. Đấy. Cái ông này ông bảo là tôi đâu phải cộng sản nhưng mà tôi có quyền, tôi không phải là communist, tôi có quyền mặc cái gì tôi muốn mặc, tôi thấy bán thì tôi mua thì tôi mặc đó. Thế ông bảo nhưng mà chúng tôi người Việt Nam không chấp nhận ở đó, ông cởi ra được không? Thì anh kia anh cũng cởi. Thì mới có cái clip này được đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng là làm bộ, tại sao không ngon nó thì đánh luôn nó đi. Đấy. Không ngon đánh nó luôn đi. Tôi nói quý vị nha, tôi 60, năm nay tôi 72 tuổi, mà từ 65 trở lên là California có cái luật bảo vệ những senior citizen, tức là những người mà lớn tuổi. Quý vị chỉ cần tới mà đụng nhẹ tôi như thế này là tôi té ngay lập tức. Mà tôi té xong là có thằng đi ở tù. Anh là cái luật chung 65 tuổi trở lên chứ. Được. Tôi thì lại được quý cho tôi khoe một tí là được. Mấy người bạn gặp tôi hồi mua cái báo Việt Weekly với lại coi mấy cái chương trình này thì nó nói rằng thì là Toa là thuộc cái loại thú quý và hiếm sắp tận diệt rồi, ta là đối tượng bảo vệ của Liên Hiệp Quốc. Vâng, thì những cái người mà ngoài 80 đó, Liên Hiệp Quốc rất là trân trọng. Bác là đúng cái là gọi những xin lỗi bác, những con thú quý hiếm. Vâng, sắp tận diệt rồi, cái đó một cái loại cần phải bảo vệ. Đúng rồi, thành ra nó không phải là già mà nó gọi là già gân hay là già điên, đúng không ạ? Thành ra tại vì khi mà mình nói nhắc lại mấy cái quý vị mà Tuấn Tiết đó mà mà mấy anh hùng liệt sĩ mà để trên xe đó, thì tôi phán những các cái ông mà đây mà có vẻ cay cú như những cái ông cứ suốt ngày mà mang ấy, mấy người ấy thờ thì tôi bảo rằng thì là ngày 30 tháng 4 thì các ông giá các ông Tuấn Tiết thì có phải nó đẹp không? Ông bỏ lỡ cái cơ hội Tuấn Tiết. Nhưng bác nói cái vấn đề mà các ông đó, bây giờ các ông tiếc nuối rằng là tại sao ngày hôm đó là mình không Tuấn Tiết cho rồi để được bây giờ được mọi người đi thờ. Nhưng mà bữa nay tôi lại nói thêm cái này nữa. Bác nhìn thấy lại tất cả những ông nhảy dù đó, ngày hôm diễn hành, ông không mặc quần áo nhảy dù nữa. Ông có mặc cái quần áo nhảy dù của Partizan Pháp ngày xưa. Đấy. Mà cái công nhận rằng á, bác thấy hôm tôi đi ở bên Ý với lại bên Paris bây giờ đó, bên đường phố. Ở Việt Nam bây giờ về đó là không bao giờ nhìn thấy quân đội hết. Như bây giờ đó, đường phố Paris với đường phố bên Roma đó, quân đội đầy hết, cầm súng này đi tuần này trong đó, ngay trong khu mà cả điện vật xe này, đó. Thì tôi nhìn thấy rằng các ông mặc đồ y chang mấy ông ở đang Bonsa này đang mặc, các ông nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa ở Bonsa bây giờ không mặc quần áo kia nữa. Đấy. Tại vì thứ nhất quần áo rằn ri của mình nó không có hùng bằng cái quần áo rằn ri của Pháp. Tại vì nó may cái kiểu nó trông nó phùng ra, trông nó to, trông nó đẹp, đẹp. Nhất là cỡ mà ông cung củ đậu ông mặc là càng đẹp nữa, tại vì to con mà. Nó hoài niệm không ạ? Hoài niệm cái thời được cai trị, nó hay lắm. Được. Hồi mà đi càn quét trong xóm làng mà đánh nhân dân đó, thì nó hay, tôi thích chứ. Tôi hỏi thằng bạn tôi là tiểu đoàn 2 nhảy dù. Thế là tại sao giờ cái mẹ quần áo mình không hãnh diện, nó đi lấy quần áo nhảy dù Pháp mặc ấy.
một mặt trông mua một bộ mấy trăm đô la đó, chứ phải dễ hơn nữa đâu. Nhưng mà trông nó mặc nó oai thật, còn cái bộ quần áo mình, mình 30 tháng 4 mình thua trận, bây giờ mặc vào nó xấu hổ. Tôi nói liền, tôi bảo mà như vậy mày càng xấu hổ hơn nữa, mà sao vậy? Mày nên nhớ rằng ở Việt Nam có một ông là ông Phạm Văn Phú, hai lần bị, một lần bị Việt Minh bắt và một lần bỏ chạy ở Pleiku, giờ ông phải tự tử ở bệnh viện Grand. Đó. Thì bây giờ một người duy nhất mà nghe là tôi nói hàng tướng lãnh ấy, là đã hai lần bị Việt Cộng bắt này. Đấy. Một lần Việt Minh, một lần Việt Cộng. Thế bây giờ thì như vậy cái bộ quần áo mày đang mặc ấy, là cái bộ quần áo nó của lính nhảy dù Pháp, tiểu đoàn 5 nhảy dù Phạm Văn Phú cũng đã bị từng bị bắt rồi. Thì bây giờ mặc vô đó thì mày bảo là mặc quần áo kia nhục, thì cái quần áo của mày còn nhục hơn nữa. Tại vì 16.000 lính Pháp ở Điện Biên Phủ còn thua nó thì còn mặc vô để làm cái gì? Không, không nên lấy thành bại luật anh hùng nữa. Cái câu chuyện, cái hoài niệm mà hồi được đi lính cho Tây nó nặng lắm anh ạ. Vâng, đúng rồi. Khắt lắm, hồi đó làm được sĩ quan Tây nó còn mắc nữa. Hoài niệm cái thời mà được đô hộ nó thích lắm mà. Thì có cái câu nói cái hồi đó đó mà nói chuyện mồi nữa, nói chuyện đó chẳng có.